Chào 500 anh em. Hôm nay đen anh em ạ. Tưởng con nó thả một con, nó thả tận hai con. Bố kìa, hết thả cui lại thả lân. Anh em nhìn thế này có đau em không? Mặt anh Lâm tình vãi cả trưởng anh Lâm ạ. Mẹ lại rụng hết cả chim trong lồng. Hôm nay đen thật. Đến khổ anh em. Ôi là rồi ơi anh em. Đau lòng quá anh em ạ. Chào 210 người đang xem. Tầm này vẫn còn đang đi sổng chim này anh em ấy. Có sung sướng gì đâu. Anh ai lồng bẫy bây giờ nó rụng hết lông thì chùa thứ bảy em thi chỗ anh Mạnh thi kiểu gì anh. Ây ôi thế này thì thi thố cái gì anh em. Cuối tuần còn thi chỗ anh Mạnh. Giờ này vẫn còn sổng chim được anh em. Nhục quá anh em ạ. Ôi, nó lại nhảy đâu rồi? À đây, nó đứng lên cây rồi. Hy sinh cả một lũ chim. Vẫn đang sổng em ạ. Đèn quá sổng hai con em ạ. Một con này nó vẫn ở trên kia, một con thì nó đây. Cuối tuần đi thi rồi mà vẫn còn sổng chim. Bây giờ nó xuống nó đánh nhau ở lồng này thì rụng hết mà để cho lồng không để cho nó vào thì cũng khó. Nó chưa đói. Ui cho lồng bẫy giờ rụng hết lông em. Cuối tuần anh thi kiểu gì em. Còn mỗi con này đủ lông. Bọn kia nó điểm lông hết rồi. Còn mỗi con lân này thôi để cuối tuần đi thi. Bắt thì bắt được ngay bạn. Vứt lồng cho hoa quả vào thì bắt được ngay. Nhưng mà muốn nó tự nhảy vào lồng ấy thì cuối tuần đi thi anh em. Ôi một con vẫn còn đang nằm ở trên cây anh ạ. Con em nó thả cho phát hai con liền. Đấy, đấy. Đây con lân này thì để đi thi. Còn con cui thì nó vẫn trên ngọn cây anh em. Ố khỉ tắm cho nó vào đi pha sữa cho nó. Mắt trước mắt sau nó thả hết anh em ạ. Để con lân này để cuối tuần đi thi mà. Lại sổng. Ok. Chim mới cỏ. Dạo này đen thật anh ạ. Đi thi thì đã rõ ràng bảo thấy Lâm cúng nho rồi. Còn 41 con vào cờ rồi lại còn gãi hai phát. Dạo này cũng đen. Cá vòng chả nhắc lần nào. Đúng lúc nhắc thì bị hạ. Anh em nó cười ố rồi ôi trên sân. Đến nhục. Thầy dạo này cũng không đúng bài gì. Hôm đi chơi ở trên Sapa chán rồi, tưởng đi về nhận cờ. Đi đái cái còn bốn con, đi đái cái để vào nhận cờ. Ai rẻ đâu, nó rỉa cho hai cái anh em ạ. Số báo danh 98 hôm mấy giờ anh em. Đói nó ăn chuối được. Về tắm chim ở ngoài con nó ra nó thả mất hai con anh em. Thế mới đèn. Đấy, bắt đầu đến giờ nó đói nó đi gặm chuối. Giờ này mà cho lồng bẫy cái là sập được ngay này. Nhưng mà sập rồi thì là lại rụng lông thì cuối tuần không đi thi được. Đến khổ.
anh em thấy có đau lòng không? Đòn như cái dê, đòn dài, đòn bóng bộ dài, chim vụ ba đáng đẹp. Ốt cứt gì ra đây? Rồi, đến mệt như chim cỏ, nắng nồi, vấp này ngồi. Đây, nó lại ra cây này rồi anh em. Bây giờ anh ơi, cuối tuần đi thi đánh bằng này. Bây giờ nó còn sọc nữa này. Ấy, lại lên đánh nhau, rụng hết lông này, có đầu lòng không? Con này con lân. Ôi, tập này đau tim lắm Hải à. Mà tập con khác đi, con đi thi để còn đi sống nữa. Nhỏ thật. Chẳng nghe lại cầm con mộc một mùa đi đánh đấu trường thì anh em nó cười đó. Anh cậu thô ai sang bẫy chim sổng hai con. Rồi thế anh em nhá, thì khả năng thả thêm con nữa. Anh em vui tính quá, đã đau hết lòng rồi. Ôi anh ơi, ô tô cái gì anh đang đau hết đây. Bây giờ mà cho ra lồng bẫy cái thì cuối tuần này em thi vào mắt. Nó sập cái nó hoảng thì thi làm sao được. Đợi cho nó tự nhảy vào lồng thôi. Cho nó đói nhưng mà nó lại vớ được miếng chuối này. Bây giờ em phải ra bỏ miếng chuối này đi. Ây dồi. Ôi đau lòng lắm các anh ạ. Con nó mở cửa gì, nó mở một con thôi, nó mở cả hai con thế này. Có bốn con mày vẫn còn ra hai. Không thì nó thả hết. Anh bẫy thì em cho vào lồng sập, bây giờ thì bẫy được chắc là ra là nó đói là nó sập được ngay ấy. Nhưng mà mỗi tội là nó lại rụng lông thì đi thi làm sao được anh. Đang cố đợi nó đói để cho nó nhảy tự nó nhảy vào lồng nó. Chim cò cò chim. Bây giờ đi ra, mình đi ra cái là nó nhảy vào đánh nhau rụng hết lông. Ôi rồi ôi. Đấy, nó nhảy vào nó mổ nhau. Đấy. Đèn đèn cả cháy anh em. Ôi, em thả đâu. Đá được ô tô thì em tốt quá nhưng mà toàn bị con nó thả anh ạ. Đấy, nó lại nằm đây rồi. Em cứ đi ra là nó nhảy xuống nó lại đánh nhau ít ngỏ trong lồng lại ché lên. Bây giờ em ngồi đây nó sát thì không cho nó đánh nhau. Con này được mỗi cái bóng bộ là đòn dài, gấu chim, hầu bò. Thôi để bây giờ bỏ miếng chuối của trong lồng kia ra để cho nó đi tìm ăn chỗ khác, không nó ăn được rồi là chết em. Thank you.
Sọc ra tí nắng há mồm ngay. Ôi ôi ôi, rụng hết lông thế này thì thi thố kiểu gì. Đấy, lại bắt đầu ché đấy, lại bắt đầu điên với nhau đấy. Đến mệt anh em ạ. Đứng ở sát này để cho nó không nhảy vào nó mổ nhau mà cứ thỉnh thoảng lại buộc. Anh đang cho lồng không đợi nó đói nó nhảy vào. Đây anh em thấy bộ đòn này nào. Nó chưa được uống nước đâu, nó đói khát rồi đấy, nó chỉ ăn được mấy miếng chuối thôi. Nhưng mà nó vẫn già mồm ở ngoài lắm. Chưa chịu vào. Đấy, lại rình đánh nhé. Các anh ơi, em đau tim lắm rồi. Bây giờ mà em đi dồn bắt nó thì rụng hết lông. Cuối tuần vẫn có một cái đấu trường để đi, để góp cho anh em. Bây giờ mà sập vào cái thì rụng hết. Ôi, ôi giờ này tập cái gì anh. Đang bết lại còn sổng chim đây này. Ấy nhỏ. Sổng con thường thường nó chả sổng để con sổng lớn tê xòe mềm nữa. Chào 500 anh em, để em đi lấy cái lồng khác em để vào. Không nó ra nó ăn được miếng chuối kia.